Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Ngọc xin phép nói một chuyện cá nhân này trên Facebook của mình ha. Bởi vì cái chuyện này ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Ngọc. Chuyện này liên quan tới một người đó tên là Lê Hùng, công ty giám đốc công ty Tài năng tỏa sáng. Sự việc là vào tháng 7 năm nay thì Ngọc và anh em có tổ chức cuộc thi Thế giới thứ ba Next Top Angel. Thì anh Lê Hùng chủ động gọi điện thoại cho Ngọc và nói là rằng sẽ tài trợ cho chương trình số tiền 5 triệu. Và Ngọc cũng nói lại với ban tổ chức như thế. Và cho đến hôm nay thì ban tổ chức vẫn không nhận được số tiền này, thì mới hiểu lầm rằng chắc là Ngọc đã ăn chặn số tiền này rồi. Cho nên là Ngọc cảm thấy rất là bức xúc, bởi vì đây là ảnh hưởng tới uy tín của Ngọc. Thành thử ra là Ngọc buộc phải nói vấn đề này lên để làm một cái minh chứng cho sự trong sạch của mình. Và có đôi lời với anh Lê Hùng như sau. Thứ nhất, anh là người lớn, anh làm việc thì phải đâu ra đó đàng hoàng ha. Mình người lớn hết trơn rồi. Tôi nể anh, tôi kêu anh bằng anh, chứ thật sự ra tuổi đời anh cũng không có lớn hơn tôi nha. Và sau clip này thì chúng ta cũng cặp mặt nhau đi, chẳng có anh em gì nữa hết ha. Anh gọi điện thoại cho tôi, anh chủ động, anh hứa anh cho 5 triệu cho chương trình, chứ chúng tôi không có xin nha. Và anh nói rằng hãy để tên lên trên poster đi mọi thứ, thì chúng tôi cũng làm đúng thủ tục của một nhà tài trợ. Tài trợ là gì? Tài trợ là anh bỏ tiền ra cho một đơn vị đó và anh được quyền lợi. Chứ thật sự thì anh cũng không có bỏ không cái gì, và chúng tôi cũng không có nhận không ai cái gì. Chúng tôi nhận tiền tài trợ thì chúng tôi phải có trách nhiệm để PR cho người ta. Đó là sự trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Chứ chúng tôi không đi xin anh, ok. Và sau khi chúng tôi đã làm tất cả thủ tục, đăng hình anh lên logo nọ, nhưng mà anh vẫn không đưa tiền cho chúng tôi, thì đây là anh đang mắc nợ chúng tôi, ok. Anh hẹn chúng tôi lần lượt từ hồi tháng 7 cho đến nay tháng 12 là gần nửa năm trời. Nếu anh không tài trợ, anh cứ nói thẳng rằng anh không có tiền và anh không tài trợ cho tụi em nữa, ok, chúng ta sẽ kết thúc và anh em vui vẻ. Còn đằng này anh coi chúng tôi như một đứa con nít. Anh hẹn tới hẹn lui, hẹn 2 giờ, hẹn 3 giờ, hẹn chuyển khoản, hẹn gặp người này đưa, hẹn gặp người kia đưa. Anh làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Anh đừng mở công ty tổ chức sự kiện hay tổ chức biểu diễn nữa, anh mở trường học đi. Bởi vì trong đó có nhiều con nít ha. Anh chơi với con nít đó. Còn chơi với người lớn á, thì không có kiểu làm ăn vậy được nha. Chúng ta là người lớn hết trơn rồi ha. Rồi cái đêm chung kết, trước đó chúng tôi cũng gọi điện thoại cho anh về cái số tiền này. Anh hứa anh gửi vân vân, và chúng tôi mời anh đến dự. Hoa cũng đã nhận, đã trao. Sau chung kết chúng tôi cũng trình bày với anh là anh ơi, tại sao mà anh vẫn không gửi tiền tài trợ cho trình bày bọn em. Anh nói là thôi tặng hoa thì anh trả tiền bó hoa lại cho. Nè anh Hùng, bởi vì tính tình anh con nít đó, cho nên là anh nghĩ là ai cũng con nít giống anh, nhận hoa rồi trả tiền hoa ngược lại. Hiểu không anh, hiểu không? Chúng tôi đâu có cần tiền bó hoa của anh đâu anh. Thậm chí anh không tài trợ, chúng tôi vẫn mời anh đi dự và vẫn trao hoa cho anh bình thường kia mà. Tại sao anh lại nghĩ rằng anh lấy lòng dạ tiểu nhân mà anh đi đo lòng dạ quân tử? Chúng tôi cần anh trả ngược lại bó hoa mười mấy 20 ngàn đó hả? Anh sai lầm rồi. Và sau cái clip này rồi thì tôi cũng không cần tiền tài trợ của anh nữa. Chuyện thứ hai, anh kêu tôi diễn chương trình từ thiện cho anh. Ok, bản thân tôi từ thiện hết, tôi không nhận bất cứ một đồng cát xê nào, trong đó có cả ca sĩ Đỗ Minh Quân và những ca sĩ khác. Nhưng vũ đoàn của tôi thì không từ thiện cho anh được. Tôi cũng nói anh như thế. Vũ đoàn của tôi 2 người nhảy, 1 người 200, 2 người 400, tiền dựng bài bao nhiêu, tiền thuê trang phục bao nhiêu, tiền tập thuê phòng tập bao nhiêu, tổng cộng lại hết là 1 triệu. Tôi chịu cho anh 50% chi phí, anh trả 500 ngàn cho vũ đoàn. Và đến bây giờ anh hẹn tôi rất rất nhiều lần, hẹn từ Beer Club Demas cho tới Beer Club bên quận 7, cho tới gặp mặt anh, uống cà phê gì đó, hay lên tới tận khách sạn của anh. Anh vẫn không trả cho tôi 500 ngàn. Và sau clip này rồi thì tôi cũng không cần 500 ngàn của anh nữa. Để vĩnh viễn suốt cuộc đời này anh mãi mãi nợ tôi 500 ngàn. Nhớ nha anh Hùng, chúc vui.